trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, thông tin về những trận chiến cuối cùng trong chiến tranh Việt Nam, trích hồi ký của các tướng lĩnh quân lực Việt Nam Cộng hòa. Phần thứ hai, triệt thoái quân khu 1, quân đoàn 1. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, quân khu 1 rút khỏi Huế. Theo hồi ký của đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa, vào ngày 25 tháng 3 năm 1975, tất cả các lực lượng của quân đoàn 1 quân khu một đều tập trung tại ba địa điểm, Đà Nẵng, gồm cả Hội An, phía bắc thành phố Huế và phía nam Chu Lai. Nhận định về cuộc rút quân của quân đoàn 1, quân khu 1, đại tướng viên ghi nhận rằng hành trình cuộc rút về ba địa điểm này vô cùng gian khổ và đắt giá. Phần lớn binh sĩ đều dã rời. Đã bao lâu nay, họ chiến đấu hết trận này đến trận khác, hết năm này đến năm khác, nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy nản lòng bằng giờ phút ấy hy vọng có bàn tay nào đó giúp đỡ để họ đánh chiếm lại những vùng đất bị lọt vào tay địch, để đủ sức đương cự với kẻ thù này đã tan biến như chuyện đời xưa. Cũng theo ghi nhận của Đại tướng Cao Văn Viên, trong giờ phút nản lòng đó, thì một bức điện khác cũng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu gửi đi cho Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1, trong đó, Tổng thống chỉ thị lực lượng tại ba nơi tập trung này phải rút về Đà Nẵng để tổ chức phòng thủ bảo vệ thành phố trọng yếu này. Nhận được chỉ thị của Tổng thống, Trung tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1 ra lệnh cho sư đoàn một bộ binh và các đơn vị khác tại Huế phải rút về Đà Nẵng. Cùng lúc, Trung tướng trưởng cho sư đoàn 22 bộ binh cùng với lực lượng tiểu khu Quảng Ngãi rút về đảo Ré, nằm ngoài khơi cách Chu Lai chừng 20 dặm. Tại Huế, các đơn vị của sư đoàn một bộ binh phòng ngự ở phía Bắc và khu vực Cận Sơn ở phía đông thành phố Huế đã được lệnh rời bỏ phòng tuyến và chuyển quân về gần Huế để cùng với bộ tư lệnh và các đơn vị yểm trợ rút quân khỏi chiến trường Trị Thiên. Trong khi đó, các tiểu đoàn bộ binh và biệt động quân đang án ngữ phòng tuyến dọc trên quốc lộ một được lệnh di chuyển về bờ biển và tập trung tại các điểm hẹn để tàu hải quân vào đón. Theo kế hoạch tổng quát, bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn một do trung tướng Lâm Quang Thi chỉ huy sẽ chịu trách nhiệm điều động và kiểm soát cuộc rút quân này. Về phương tiện vận chuyển, bộ tư lệnh hải quân vùng một duyên hải do phó đề đốc hồ văn kỳ thoại làm tư lệnh có nhiệm vụ cung cấp tối đa tàu để chở tất cả các đơn vị thuộc sư đoàn một bộ binh thủy quân lục chiến biệt động quân và lực lượng quân sự của hai tiểu khu thua thiên và quảng trị vào đà nẵng bộ chỉ huy quân vận quân khu một sẽ sử dụng lcu để đưa các đơn vị từ bờ ra tàu công binh sẽ lập những cầu phao tại các cửa sông để đoàn quân đi qua những biến cố xảy ra trong hành trình rút quân theo ghi nhận của Thiếu tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, do lệnh rút quân quá nhanh, các đơn vị không có thời gian chuẩn bị nên kế hoạch rút quân đã không thể thực hiện đúng theo thời gian biểu. Cũng theo lời Thiếu tướng Lân, khi Trung tướng trưởng quyết định cho rút quân khỏi Thừa Thiên và thành phố Huế, thì thủy quân lục chiến có lữ đoàn 369 đang hoạt động tại chiến trường này. Bộ chỉ huy lữ đoàn 369 đóng tại căn cứ Tân Mỹ ở cửa Thuận An, hai tiểu đoàn đang phòng thủ tại phòng tuyến An Lỗ, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 17 km. Tiểu đoàn thứ ba đang phòng thủ ở phía bắc quận Hương Điền và ở phía nam của sông Mỹ Chánh. Trước tình hình đó, nhiều đơn vị đã tự tìm ra cách rút quân bằng phương tiện tự túc. Một đơn vị thủy quân lục chiến rút theo quốc lộ một để vượt qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng, đã bị cộng quân phục kích trận đánh và bị tổn thất nặng. Một số đại đội thủy quân lục chiến và bộ chỉ huy lữ đoàn 369 do Đại tá Lương, lữ đoàn trưởng chỉ huy từ Thuận An đi bộ dọc theo bờ biển để về hướng Đà Nẵng. Trên đường đi, đoàn quân đã được LCU và tàu hải quân vào đón. Trong khi đang đứng trên bờ để điều động quân sĩ lội ra tàu ở ngoài biển, Đại tá Lương đã bị thương ở chân. Một tiểu đoàn thủy quân lục chiến và một số đơn vị bộ binh cũng rút theo đường biển nhưng khi đến phá Tam Giang ở cửa Tư Hiền thì gặp phải con sông chắn ngang quá rộng, trong khi phía bên kia sông đã bị cộng quân chiếm giữ một số chiến binh quyết vượt qua sông nhưng đã bị tử thương do đạn cộng quân bắn sang theo ước tính của thiếu tướng bùi thế lân tư lệnh thủy quân lục chiến thì chỉ có một số nhỏ chiến binh thủy quân vào đến đà nẵng số đông còn lại bị tử thương vì trúng đạn pháo kích hoặc bị kẹt lại ở huế những người bị kẹt lại đã lập thành từng phân đội quyết tử với cộng quân cho đến khi hết đạn về cuộc chuyển quân bằng hải vận đại tướng cao văn viên cho biết trong ngày rút quân biển động mạnh nên tàu hải quân đến trễ cầu phao tại cửa sông cũng chưa hoàn tất kịp để sử dụng. Đến trưa thì thủy triều lên cao, không làm sao qua được. Cũng vào thời gian đó, cộng quân biết có cuộc chuyển quân nên bắt đầu tập trung hỏa lực pháo binh bắn dồn dập vào các vị trí ẩn quân tại cửa Tư Hiền cùng tại nhiều điểm hẹn để tàu đến đón. Bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn một từ mang cá chuyển về đặt tại căn cứ Tân Mỹ cũng bị pháo kích nặng. Nhận định tổng quát về cuộc rút quân khỏi Huế, Đại tướng Cao Văn Viên ghi nhận rằng trong cuộc hành trình triệt thoái này, thì kỷ luật không còn duy trì nổi. Do đó, chỉ có một phần ba số quân nhân về đến Đà Nẵng được. Nhưng khi về đến Đà Nẵng, thì họ tự động bỏ hàng ngũ đi tìm gia đình và thân nhân. Chỉ còn thủy quân lục chiến là giữ được trọn vẹn tình hình. Về đoàn quân của sư đoàn một bộ binh, các tiểu đoàn của các trung đoàn 1,3, 51 và 54 bộ binh và các đơn vị thống thuộc như thiết giáp phao binh, cũng lâm vào tình cảnh như lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến. Một số được tàu hải quân chở, một số khác mở đường máu ven theo quốc lộ một và hoặc ven theo biển phần lớn đã hy sinh ngay trên đường rút quân sư đoàn một bộ binh vĩnh biệt chiến trường quảng trị thừa thiên trở lại với tình hình sư đoàn một bộ binh một trung tá trưởng phòng của bộ tư lệnh sư đoàn một bộ binh không muốn nêu tên đã kể lại diễn tiến những giờ phút cuối tại bộ tư lệnh sư đoàn một bộ binh ở trong căn cứ dạ lê vị trung tá này nói ông không thể nào quên được buổi họp cuối cùng để nghe chuẩn tướng nguyễn văn điểm tư lệnh sư đoàn một bộ binh phổ biến lệnh rút quân, từ vị tư lệnh phó, tham mưu trưởng cho các sĩ quan trường phòng, trưởng ban tham mưu như chết lặng khi nghe thiếu tướng Điềm nói, sư đoàn một bộ binh có lệnh phải rút khỏi Huế. Và chỉ gần một giờ sau, cảnh tượng đó cũng đã diễn ra tại các bộ chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh, THIETDON kỵ binh và các tiểu đoàn yểm trợ. Là một đại đơn vị đầu lòng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1955, trên sự quy hợp ba liên đoàn chiến thuật lưu động, sư đoàn một bộ binh, với danh hiệu đầu tiên là sư đoàn một giã chiến rồi đổi thành sư đoàn một bộ binh từ 1959, trong hơn 20 năm từ ngày thành lập cho đến ngày được lệnh rút quân khỏi chiến trường Trị Thiên. Sư đoàn một bộ binh là sư đoàn bộ binh đầu tiên mà tất cả quân nhân thuộc sư đoàn được mang dây biểu trương bảo quốc huân chương màu tam hợp. Suốt 20 năm chấn giữ tuyến đầu của Việt Nam Cộng Hòa, sư đoàn một bộ binh là hình ảnh của sự bảo bọc, gìn giữ Huế trong suốt những năm dài lửa đạn. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, trận chiến ở Phú Yên, trận chiến bên bờ sông Ba. Ngày 25 tháng 3 là ngày thứ 10 của tiến trình triệt thoái toàn bộ lực lượng quân đoàn 2 khỏi cao nguyên, quảng đường từ Củng Sơn về Tuy Hòa, tỉnh Lị tỉnh Phú Yên, dài hơn 70 mét. Đoàn xe phải vượt qua sông Ba để tiếp tục cuộc hành trình trên đoạn đường hương lộ 436 bên bờ của sông này, vì từ đoạn đường này trở đi, liên tỉnh Lộ 7 bị các đơn vị Đại Hàn trước 1973 gài mìn dày dặc. Từ Tuy Hòa một cầu phao được đưa lên để đoàn quân vượt sông, nhưng không thể nào đưa lên Củng Sơn vì giữa đoạn đường từ Tuy Hòa lên Củng Sơn, cộng quân chốt trận nhiều đoạn. Cuối cùng thì nhờ có trực thăng chi núc mang từng phần rời giáp lại. 17 giờ 30 phút, đoàn quân xa đầu tiên về đến Phú Yên sau 10 ngày hành trình. Cộng quân lập chốt chặn trên lộ trình triệt thoái của quân đoàn 2 vượt sông Ba, quảng đường còn lại về tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên tuy tương đối gần nhưng vì cộng quân lập chốt trận nhiều đoạn. Vào 10 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 1975, lực lượng chiến xa với sự yểm trợ của trực thăng võ trang đã triệt hạ các chốt trận của cộng quân trên lộ trình để mở đường cho các quân xa và các đơn vị bộ chiến di chuyển. Âm 10 giờ 30 phút, các phi tuần phản lực của không quân tiếp tục đánh bom triệt hạ các cụm công sự chiến đấu của cộng quân trên liên tỉnh lộ 7 lực lượng Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi Quảng Ngãi. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, tất cả các lực lượng của quân đoàn 1, quân khu 1 tại phía Bắc đèo Hải Vân đã tập trung về phía Bắc thành phố Huế. Lực lượng của sư đoàn hai bộ binh và các đơn vị tăng phái, lực lượng địa phương quân, nghĩa quân tiểu khu Quảng Ngãi tập trung về phía Nam Chu Lai để di chuyển ra đảo Ré. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, kịch chiến ở Phú Thứ, Lữ đoàn 2 kỵ binh, biệt động quân quân khu hai kịch chiến với cộng quân chốt trận tại Phú Thứ, phía tây thị xã Tuy Hòa, trên đoạn đường từ Cung Sơn, Tuy Hòa. Ngày 26 tháng 3 năm 1975 là ngày thứ 11 của tiến trình cuộc triệt thoái lực lượng quân đoàn 2, quân khu 2 khỏi cao nguyên. Tính đến ngày này, báo cáo của Bộ Tư lệnh Lữ đoàn 2 Kỵ binh cho biết toàn bộ chiến xa M-48 và M-41 đã bị kết lại trên lộ trình vì chúng đạn pháo của địch. Riêng tại chặng rừng đầu tiên ở hậu bổn, tỉnh Lị, tỉnh Phú Bổn, có 40 chiến xa M48 và M41, 8 chiến xa gắn Đại Bắc 175 ly. Lực lượng chiến xa của lữ đoàn chỉ còn lại 13 thiết vận xa M113 của một chi đoàn. Chi đoàn này đã tách rời đoàn xe bọc qua một con sông nhỏ về đến Tuy Hòa ngày 25 tháng 3 năm 1975. Trong khi đó cả đoàn quân và đoàn xe vẫn còn bị kẹt lại gần Phú Thứ, nằm trên đoạn đường từ Cung Sơn về Tuy Hòa, tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên vì cộng quân tổ chức chốt trận. Để giải tỏa áp lực của địch quân, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, ra lệnh cho chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá hành quân, bay chỉ huy lực lượng xung kích và các phi đội trực thăng võ trang nỗ lực tấn công, xạ kích để triệt hạ các chốt trận nhỏ còn lại của địch. Tướng Phú cũng ra lệnh cho chuẩn tướng Phạm Duy Tất, chỉ huy trưởng biệt động quân quân khu 2 kim tổng chỉ huy cuộc triệt thoái điều động 13 thiết quân vận M113 trở lại để phối hợp với biệt động quân dọn sạch cụm chốt trận của Cộng quân ở Phú Thứ. Các đơn vị của Liên đoàn 7 biệt động quân đã chiến đấu quyết tử phá vỡ các chốt trận của địch. Với sự yểm trợ của các chiến xa M113, lực lượng biệt động quân đã mở nhiều đợt xung phong có hệ thống và dần dà triệt hết chốt trận này đến chốt trận khác của Cộng quân. Ngày 27 tháng 3 năm 1975, trận chiến ở Bình Định. Cộng quân tràn ngập Tam Quan, tỉnh Bình Định. Vào lúc 0 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 1975, cộng quân tấn công cường tập ngập phòng tuyến Tam Quan do một đơn vị của sư đoàn 22 bộ binh phòng ngự. Lực lượng cộng quân với các đơn vị từ Quảng Ngãi tiến vào, phối hợp với trung đoàn 95 và sư đoàn 3 Cộng sản Bắc Việt đã gây áp lực nặng tại vùng phía bắc của Bình Định trận chiến tại Tam Quan khai diễn từ ngày 25 tháng 3 năm 1975 với những đợt xung phong của Cộng quân, nhưng đều bị lực lượng trú phòng đánh bật. Sau hai ngày kịch chiến, Cộng quân tăng cường lực lượng, mở cuộc tấn công với hỏa lực mạnh để tràn ngập phòng tuyến này. Phòng tuyến Duy Xuyên, Quảng Nam bị tấn công. Ngày 27 tháng 3 năm 1975, Cộng quân gia tăng áp lực tại khu vực Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trung đoàn 56 bộ binh của Sư đoàn 3 bộ binh tái phối trí tổ chức phòng thủ tuyến Duy Xuyên. Trong ngày 27 tháng 3 năm 1975, Cộng quân đã pháo kích và khai triển lực lượng chiếm giữ một số xã ở Tây Nam, tỉnh Quảng Nam. Cũng trong ngày 27 tháng 3 năm 1975, Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1 đã thị sát tình hình chiến sự tại vùng trách nhiệm của Sư đoàn 3 bộ binh, đồng ý đề nghị của Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh tư lệnh sư đoàn ba bộ binh về kế hoạch lập phòng tuyến vàng thu bồn, ngăn trận cộng quân tấn công Đà Nẵng. Sư đoàn 10 Cộng sản Bắc Việt tấn công Khánh Dương. Cũng trong ngày 27 tháng 3 năm 1975, Sư đoàn 10 Cộng sản Bắc Việt tấn công vào phòng tuyến của Lữ đoàn 3 nhảy dù tại Khánh Dương, Khánh Hòa, nhưng đã bị lực lượng nhảy dù đánh bật sau những trận kịch chiến. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, Lâm Đồng thất thủ. Bộ chỉ huy tiểu khu Lâm Đồng triệt thoái ngày 29 tháng 3 năm 1975, sau các cuộc tấn công cường của Cộng quân diễn ra trong ngày 28 tháng 3 năm 1975, Bộ Chỉ huy Tiểu khu Lâm Đồng và một đơn vị địa phương quân do vị Trung tá Tham mưu trưởng Chỉ huy đã triệt thoái về đến Phan Giang vào 20 giờ tối ngày 29 tháng 3 năm 1975. Theo nhật ký hành quân của Thiếu tá Phạm Huấn, Sĩ quan báo chí của Tư quân đoàn 2, thì vào 3 giờ sáng ngày 28 tháng 3 năm 1975, Cộng quân đã tấn công quận Bờ Sa, tỉnh Lâm Đồng. Đến 7 giờ 15 phút sáng cùng ngày, Cộng quân BAI đầu pháo kích vào thị xã tỉnh Lị Lâm Đồng. Đến 10 giờ 45 phút, phòng tuyến thị xã tỉnh Lị bị tràn ngập. Cũng trong ngày 29 tháng 3 năm 1975, Cộng quân tràn chiếm các vị trí còn lại của lực lượng tiểu khu Lâm Đồng. Bộ tư lệnh quân đoàn 2 đặt tại Nha Trang đã điều động liên đoàn 24 biệt động quân tăng cường cho tiểu khu Lâm Đồng nhưng liên đoàn này chưa đến kịp thì cộng quân đã tràn ngập tỉnh lỵ. Sư đoàn 23 bộ binh tái thành lập. Theo tài liệu của Đại tướng Cao Văn Viên, sau khi phòng tuyến của Sư đoàn 23 bộ binh tại quận Phước An, tỉnh Đắk Lắc, bị thất thủ ngày 18 tháng 3 năm 1975, Bộ Tổng tham mưu đã cho tái tập trung lực lượng còn lại của Sư đoàn 23 bộ binh tại Động Ba Thìn, cách cam danh khoảng 10 km về hướng Bắc. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 bộ binh, Đại tá Đức phụ tá tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, làm quyền tư lệnh thay chuẩn tướng trường bị thương tại Phước An ngày 16 tháng 3 năm 1975, có nhiệm vụ tái tổ chức lại các đơn vị trực thuộc. Theo tài liệu của Thiếu tá Phạm Huấn, Sĩ quan báo chí tư lệnh quân đoàn 2, vào ngày 29 tháng 3 năm 1975, Sư đoàn 23 bộ binh được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 cấp cho 1,200 khẩu súng M16 để bổ sung cho số vũ khí tái chỉnh trang ngày 30 tháng 3 năm 1975, trận chiến Quy Nhơn. Quy Nhơn hỗn loạn, sư đoàn 22 bộ binh rút hai trung đoàn 41, 42 khỏi phòng tuyến Bình Khê về Quy Nhơn. Theo tài liệu của Đại tướng Cao Văn Viên, ngày 30 tháng 3 năm 1975, Cộng quân đã xâm nhập vào thành phố Quy Nhơn, tỉnh Lị, tỉnh Bình Định. Trong khi đó, tại phía tây Quy Nhơn, lực lượng cộng quân gồm Sư đoàn 3 và Trung đoàn 95 Cộng sản Bắc Việt đã tấn công cu ốp tập vào phòng tuyến Bình Khê. Để bảo toàn lực lượng, hai Trung đoàn 41 và 42 của Sư đoàn 22 bộ binh được lệnh rút khỏi Bình Khê. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 là Đại tá Nguyễn Hữu Thông đã bất mãn về quân lệnh này. Ông khẩn khoản trình với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 bộ binh cho Trung đoàn 42 bộ binh được cố thủ, nhưng thỉnh cầu này đã không được chấp thuận. Cũng theo ghi nhận của Đại tướng Cao Văn Viên, khi hai trung đoàn này về đến Quy Nhơn thì Cộng quân đã đảo giao thông hào tại một số khu vực trong thành phố. Nhiều cao ốc bị Cộng quân chiếm. Kịch chiến đã diễn ra ở phía nam hải cảng Quy Nhơn. Đại tướng Hoa tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ đến Nha Trang. Sau khi đến Sài Gòn vào ngày 26 tháng 3 năm 1975, vào 10 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1975, Đại tướng Wee tham mưu trưởng lục quân Mỹ, đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ, đã đến Nha Trang bằng một phản lực cơ quân sự loại nhỏ. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2 đã đón đại tướng Nguy Y An ngay tại phi trường và tự lái xe giúp trở về bộ tư lệnh quân đoàn 2. Tướng Phú đã trao đổi voi tu ông Nguy Y An tình hình chiến sự tại các tỉnh phía Nam miền Trung. Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 55 phút cùng ngày. Cộng quân tấn công phòng tuyến Khánh Dương. 2 giờ 15 phút, chiều ngày 30 tháng 3 năm 1975. Cộng quân tấn công cường tập phòng tuyến của lữ đoàn 3 nhảy dù tại Khánh Dương. Lữ đoàn trưởng báo cáo khẩn về tình hình cho thiếu tướng Phú, vị tư lệnh quân đoàn 2 mong lữ đoàn dù cố gắng giữ phòng tuyến và hứa sẽ có lực lượng tăng viện. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, Bình Định thất thủ, trận chiến cuối cùng tại Quy Nhơn. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, cộng quân đã tràn chiếm các quận lỵ của tỉnh Bình Định tại Quy Nhơn. Sư đoàn Ba Cộng sản Bắc Việt đã chiếm nhiều vị trí trọng yếu trong thành phố, trong đó có hải cảng. Theo tài liệu của đại tướng Cao Văn Viên, lực lượng sư đoàn 22 bộ binh với trung đoàn 41 và trung đoàn 42 đã nỗ lực mở cuộc phản kích. Với sự yểm trợ hỏa lực hải pháo từ tàu hải quân ở ngoài biển, nên địch quân bị đánh bật ra khỏi ra khỏi khu ven bờ biển, vùng kiểm soát của lực lượng Việt Nam Cộng hòa được mở một khoảng rộng dài chừng 4 dặm về phía nam để tạo an ninh cho tàu hải quân cập bến đón các đơn vị còn lại của sư đoàn 22 bộ binh triệt thoái khỏi tỉnh Bình Định. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 bộ binh tự sát tại bờ biển Quy Nhơn. Trong cuộc triệt thoái tại Quy Nhơn, vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 bộ binh là Đại tá Nguyễn Hữu Thông đã không chịu đi, từ chối cuộc di tản và sau đó ông đã tự sát bằng súng côn 45. Một tiểu đoàn trưởng địa phương quân tỉnh Bình Sát tự sát ngay trước quận đường Phủ Cát. Cũng lúc diễn ra trận chiến tại Quy Nhơn, tại căn cứ không quân Phủ Cát. Sau hai ngày đến cố thủ và tổ chức, Trung đoàn 47, Sư đoàn 22 bộ binh đã bị Cộng quân tấn công cường tập. Trong đêm, Trung đoàn này rút về Quy Nhơn thì bị phục kích tại quận lị Phủ Cát, bị thiệt hại gần 50% lực lượng. Cộng quân đã chiếm quận lị này vào buổi chiều. Thi hài của vị tiểu đoàn trưởng địa phương quân, các tài liệu không ghi rõ tên, vẫn còn nằm nguyên trước văn phòng quận Phủ Cát. Thay vì đầu hàng địch quân, vị tiểu đoàn trưởng này quyết định tự sát trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi